cây này lá hẹ nè nha anh. Bông trang đỏ lá hẹ. Còn cái cây này là màu trắng nè. Cây này màu trắng. Màu trắng là ở chỗ cô không có. Cái này là cây ở nhà em. Em dâm đâu cũng cả năm hơn rồi đó. Bây giờ có nhu cầu thì em chia lại thôi. Tại vì em có cái cây gốc nó bự lắm phía sau. Em lấy hộp nó ươm rồi giờ nó lớn lên được như đây. Đó, cây này màu trắng nha. Cây này màu tím sen nè anh. Tím sen. Tím sen thì nó đỏ hơn, ủa nó đậm hơn màu hồng một xíu. Tím sen 30 ngàn một cây nha anh. Cây này cũng 30 luôn, 30. Gốc to. Còn bên ông bên đây là cây màu. Cây màu vàng đây. Ông bên đây là cây màu vàng. Nó rất là đẹp. Còn ông này là cũng màu tím sen nè anh. Mà khi nó bung ra nó đậm hơn màu hồng một xíu. Còn ông bên đây thì nó còn búp. Đó, lúc nó bung nở ra thì nó như thế này. Nó như thế này.